Ok, trước khi vào video thì mình sẽ giới thiệu một cái trang nạp robot mới. Thì trang này là do mình làm ra, kiarobot.com. Thì mọi người viết theo như vậy. Thì sau khi mọi người vào thì mọi người hãy gia nhập vô cái group Roblox mình đã để dưới này đây. Và sau khi gia nhập xong thì mọi người nhập tên tài khoản vào, bấm kiểm tra, khi nào nó hiện ra dấu check thành công thì chọn nhà mạng và nạp thẻ cào. Sau đó bấm vô cái ô này và bấm chữ giao dịch, vậy là xong. Ok. Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình sẽ chơi Roblox Soccer Tycoon. Soccer Tycoon. Thì ở trong game này là mình sẽ xây dựng một cái sân vận động đá banh. Đấy, mình sẽ làm chủ một cái sân vận động đá banh. Mình sẽ xây dựng hẳn một cái sân vận động đá banh để dành riêng cho đội U23 Việt Nam. Ok, thì bạn đá quá cống nên là mình sẽ... một sao nó cay luôn. Wow, cái màu yêu thích của mình. Ok, mới vô nó cho mình 550 tiền, không biết của đứa nào để bỏ sót lại nữa. Nhiệm vụ đầu tiên của mình vẫn là phải mở những cái convener này. Nói chung game này thì theo như mình thấy là tiền nó lên khá là nhanh, nhưng giá của nó cũng không có chơi, giá của nó cũng thúi lắm á. Phải nói là quá cao luôn. What the hell? Trời, giá phải nói là cực kỳ cao luôn. Mình không biết là mình có chịu nổi, mình có thể xây hết cái này trong vòng một tập này hay không nữa. Tại vì cơ bản game này không sell nữa chứ. Thế mới khó. Nhưng mà được cái game pass của hàng này nó là rẻ thôi. 100.000 Robux, 100 tiền của nó thì chỉ có khoảng 100 tiền thôi. 100.000 thì chỉ có được có khoảng 100 Robux thôi. Ok, nãy giờ cũng khá là nhanh rồi. Nãy giờ mình mở được mấy cái là ta mở được 5-6 cái rồi. Bây giờ là mình sẽ tạm thời mình cắt nhạc đi. Cơ bản game này nó có nhạc, nó cũng không có cho mình cái nút cắt nhạc luôn. Lầy thật, game này lầy thật. Mà thật kệ nó không sao. Bây giờ là mình được bao nhiêu kỳ rồi? Cặp 3.500, 4.600. Yes, đủ mua được một cái convener. Một cái upgrade convener. Có số kiện của nó lên nè. Kiện của nó lên rất là khủng luôn. Lên quá nhanh luôn. Ok, đủ 5.000 rồi, hốt xác nó liền. Ấy, bây giờ là mình sẽ mở hết cái đống này. Cái đống này gọi là cái mở hết cái convener này luôn. Ok, và mình đã mở được hết cái convener này rồi. Trời ơi, mình phải đợi một khoảng cũng thời gian cũng khá là lâu ấy để mở được cái nhiêu đây nè. Đó, cái khu nó đi nè. Và đi tới đây, coi như là cái đây là hết sạch luôn rồi. Và coi tiền mình lên nè. Đấy, kỳ mình phải nói là chóng mặt luôn. Nhưng mình không biết là cho một cặp một số tiền nó lên với cấp độ như thế này thì mình không biết là mình có thể là hoàn thành được hết cái convener này, là hoàn thành hết được cái circle này không. Tại vì cơ bản mình nghe có người nói là game này nó khá là mất nết. Nói thật luôn, game này nó khá là mất nết. Quá mất nết luôn ấy chứ. Hey. Ok, và cứ khoảng thời gian mình đi lấy và mình sẽ mở dần dần luôn. Bởi vì càng về sau á là nó không có được như vậy đâu. Nó không có vụ mà 700 tiền như thế này đâu. Về sau là mình theo như mình nhớ là nó lên có mấy chục ngàn. Chù cha, mấy trăm ngàn cũng có, mà lên có 1.000.000 nó cũng có luôn. Phê lòi ấy. Công nhận bỏ tiền ra xây mấy cái convener này là chịu không thấu mà. Này tính năng ăn trộm tiền của mình nữa chứ. Thiệt tình. Dễ gì. Ai cho đâu, không? Game này Tycoon ít ra cũng phải vậy chứ, nó không cho mình, nó không cho người khác ăn trộm tiền của mình. Ok, mình sẽ cố gắng, mình sẽ xây dựng càng nhiều càng tốt. Nói chung là mình sẽ cố gắng hoàn thành luôn cái sân vận động này để dành cho đội U23 Việt Nam. Ok. Để coi, được 100+ rồi. Yes, hay quá. Chỉ cần đi qua đi lại một chút thôi là mình đã được 100+ rồi. Wow, lên được tấm gương luôn. Quá đẹp. Đẹp bá chay bá chó luôn. Mấy cái chỗ này mình leo lên được nè. Ý như cái cầu thang. Quá trời luôn. Wow, bên kia lên có một... bên kia là độ màu đỏ kìa. Đây là cái sân vận động của mình nè. Đó, sân vận động của mình nó sẽ nằm ở trong khoảng này. Nhưng mà trước khi để mà vô được cái sân vận động này, mình phải xây một đống cái bên ngoài này trước. Nhưng mà dễ gì xây được bên ngoài này. Ok, tiền lên nữa rồi.
food area nè. Oh wow, food area bàn đồ ăn nhiều vãi nồi luôn. Table boss. Ủa mấy cái đốc mấy cái này làm cái gì trời? Thiệt anh, quy bình hết nữa chứ. Ủa mình đâu có mướn, mình đâu có cửa, mình xây sân bóng mà mình phải mua vũ khí làm cái giống gì không biết nữa. Ủa này là gì đây? Ồ dương miệng nữa chứ. Thôi. Trời ơi là trời, ngựa dễ sợ luôn, không biết mình mua mấy cái này để làm cái gì. Ủa trong phòng này để làm gì đây? Oh man, để coi mình mà không biết là mình phải mua mấy cái này mình mới được mở bên trong hay không nữa. Xe nè, flan nè, flan không mà nó cũng 15.000. Ôi có cái flan không á mà nó cũng 15.000, khiếp thật. Ok đó, 45.000 nè ha, bây giờ là có được 45.000 rồi. Ồ 200.000 luôn, quá dữ. Quá thơm. Để coi bên ngoài này mình còn gì để mà mình chưa mở không coi. Ok mình mở hết rồi. Để coi này là cái gì. Ồ trận đấu gì, trận đấu màu xanh với màu xanh, cái gì màu xanh lá cây với màu xanh dương nữa ha. Ồ cấu vãi. Ồ cái gì trận đấu này gì, Innovative Studio League có luôn. Ok bây giờ là mình sẽ đi qua bên này mình mở. Trong này không có gì để mở hết, thiệt tình. Ủa hết luôn rồi hả, không có gì. Đây còn bên này hình hồi nãy trên này mình quên mở tivi luôn. Wow, à cái bản tivi này để chiếu bản điểm thôi chứ có làm được cái gì đâu. Kit room nè, đó bây giờ của nó là 30.000 á, không sao. Nó nói chung là cầm mấy chục là mình còn thở được, chứ mà nó lên cái mấy trăm là mình hết thở luôn, nghỉ thở luôn. 40 nè, 40 là chui cha mua mỗi cái bàn không mà nó 40.000, khiếp thật. Ok mình sẽ chọn màu áo nào đây. Ok để mình mua thêm cái đo cái bên này nữa cho nó phải. Hết tiền rồi. Bây giờ đi ra ngoài mua tiếp, không biết mua hết nổi hay không đây. Ôi da, thanh niên nào đá mình là cái sắp mặt luôn rồi, thiệt tình chứ. 277 tiền, bắt đầu là tiền nó khan hiếm dần rồi đó. Boxer gì đây? Ồ Boxer 125.000 luôn hả? Mắc gì? Ồ, cái chỗ này là chỗ để dành cho ông bầu nè. Cái chỗ này là dành cho cầu thủ đá banh nè. Ở đây, mình là màu đỏ, ở màu đỏ tượng trưng cho cờ Việt Nam nè. Top nè. Ê đừng nói cái này mua nha ba, mua là lầy lắm luôn á. Chu hàng trưng bày không cho xài bay đu mất nết vãi. Rồi tình chứ. Ok đây là một phút cho fan art. Thì fan art lần này là của bạn Thiên Nghĩa, bạn đã vẽ cho mình khi mình và My đang làm gì đây, đấu cây đôi hả? Mới đè heo hai thằng đánh nhau trời. Ôi giờ mới để ý hai thằng mặc đồ hở vai nó chứ, cho gợi cảm, gợi cảm bá cháy luôn. Ok cảm ơn bạn rất là nhiều. Thì bạn nào có fan nào thì cứ gửi vô phần tin nhắn của fanpage, mình sẽ lựa ra và chơi lên video này nhé. Ok bây giờ mình sẽ qua lại game thôi. Ok lấy tiền tiếp rồi, đủ tiền mua rồi. Trời ơi mấy thanh niên nào mà làm rớt hết cái ly nước của mình, thiệt tình ẩu quá. Đấy chú Buster đúng đẹp luôn. Mình sẽ cố gắng, mình sẽ làm cái Buster kiểu 3D như thế này, màu sắc rất là chân thật. Ủa TV gì mà 150 vậy, cái đậu phộng TV gì mà 150 vậy, mắc vãi chưởng luôn. Rồi mấy TV này như đây mua giống TV ngoài này được rồi, mấy chục ngàn thôi, cần cái giống gì mà phải mua cái mấy trăm gì không biết nữa, hao quá. Ok đó, mua cái mỏ kỳ vi này không mà thấy hết tiền. Bây giờ đi ra ngoài, à không, mình sẽ qua đây mình mua tiếp cái phòng thứ hai này, mua cái cửa luôn, mua cái này luôn. Room size là 40.000, không có tiền. Bây giờ là nghèo rồi đó, bây giờ là bớt rồi đó. Để coi ra ngoài này coi nó có cho mình mua cái gì ngoài này chưa ta. Chù chưa luôn, what the hell, không thể nào tin được, game gì đâu mà nó mắc vãi nồi luôn.
Ok, đi ra ngoài, đi ra ngoài lấy kiện tiếp. 108 chu. Tiền nó bắt đầu lên lâu lâu một tí rồi đó. Hey. Ok, đủ cây rồi, đi vô tiếp. Nói chung mấy cái busker này mình khỏi cần mua cũng được. Mua chắc nó cũng không có ảnh hưởng gì đâu. Quan trọng là mình cần mua mấy cái này nè. Đó, trophy. Ồ, cái cúp. Ồ, trong này để mua mấy cái cúp nè. Mà cúp quái quỷ gì mà 175.000. Ồ, má ơi, nó giết người. Kinh thật. Ồ, hoảng hồn riết ho luôn. Còn chỗ này là để là cái bàn này làm cái gì, là bàn chắc là bàn bán vé hay là phát tờ rơi hay là gì đó. Chà, để mà mình mua được cái trong này không biết chừng nào mình mới mua được, để không biết thanh niên kia bên kia mua được chưa. Chưa luôn, thanh niên bên kia chưa mua được luôn. Wow, phê rồi đó, bắt đầu là mình cảm thấy phê rồi đó. Thôi, mình mở full rubber luôn. Có người còn nói nữa mà chơi 5 tiếng mà còn không mua hết được nữa mà. Là biết cái độ dài kinh khủng của cái game Tycoon này như thế nào rồi, khi mà nó còn không cho mình auto sell nữa chứ. Thế mới căng. VIP á, là mình sẽ mua, mình sẽ mặc được mấy cái bộ đồ này. À, Mega VIP. Ồ, mình phải mua Mega VIP thì mình mới mặc được. Thiệt kinh. Có cả xe nữa nè. Lái được không? Ủa, ở đậu phộng xe nó không phải bỏ tiền ra mua nữa hả? Trời, lầy vãi, mình tưởng đâu xe là cho mình ngồi free chứ. Ok, 145 tiền rồi. Đi vô 175. Hai cái cộng lại là khoảng chừng 300 mấy á. Đủ rồi. Đủ mua được hai cái luôn mới ghê chứ. Trời, trời, thêm 400 ngàn nữa. Trời ơi, cúp gì đây, cúp đồng á kìa. Trời, sao mua được mỗi cúp đồng kỳ vậy. Ôi, nghèo mặt sền luôn rồi đó. Ok, không biết chừng nào mình mới mua được cái ngoài này nữa, lâu vãi. Ok, và mình cũng đã được 800 mấy, nhưng mà trong ngoài cái 800 mấy ra là mình cũng đã mở được một đống cái phòng như thế này. Ở cái phòng này mình đã mở xong rồi nè. Quả giá thanh niên này bắn 7 nữa. Đấy, mình đã mở được một đống cái phòng này. Ok, khá là ngon. Quá vãi thật. Đấy, bây giờ là mình sẽ đi mở cái phòng căng tin. À, cái phòng ăn. Phòng ăn bên này là 400.000 tiền. À, cà phê chứ. Ừ, đúng rồi. Mắc thiệt chứ. Má ơi, mua cái trời là trời, mua xong hai cái mình muốn nghỉ chơi luôn á trời. Oh man, cái cánh cửa của nó 450 tiền và cái kia nó cũng 450 tiền. Wow. Mình chỉ biết nói một câu là wow, không biết phải nói cái gì hơn đó. Game giết cái gì đâu mà nó giết người. Nó không giết người ngay đầu mà nó giết người ngay cần khúc sau. Trời ơi, giết cái này thốn chết tôi luôn ấy. Thôi kệ nó, không sao, để mình cố gắng mình phải xây dựng co được co tới đâu hay tới đó chứ. Mình nghĩ chắc là sẽ ổn thôi. Phải dặn lòng là sẽ ổn. Mặc dù cô biết là cũng không ổn lắm. Ok, mình sẽ đi xây clip đây. Quay, kẹt rồi, no. Ok, nhưng mà có cần thiết phải mua hết mấy cái bàn này không? Không cần mua hết cũng được mà. Làm sao để mà nó lòi ra được cái clip theo ta, khổ nha. Nó đâu nhất thiết phải là nó hiện ra hết cái này để làm cái gì. 147. Ồ, oh, mua được con cả hai cái thôi. Mình đang để dành cho nó lên mua được 3-4 cái luôn cho nó khỏe chứ. Mua được cái mua làm giống gì không biết nữa. 191 nè. 196 nè. 200, rồi ok, 200 là mừng rồi. Thầy bây giờ ra vô là như nó bay như hơi nước ấy.
chịu không nổi luôn. Ok, menu để coi nó bán cái gì đây. Coffee là $2.50 nè. Lemonade là nước, chắc là nước chanh ấy, là $1 nè. Arizona tea nè, chả Arizona là $2 nè, salad là $3 nè. Ủa, salad mà nó mắc dữ vậy con. Lunchable là đồ ăn trưa là $3 nè, pizza là $3 nè. Wow. Nghe là biết mắc rồi. Ok, thêm được một chưa đủ tiền, mình phải để dành cho đủ 150 đi. Đó. Ít ra cũng phải được 150 để mà mình mua được vài món chứ. Chứ lên như cái kia thì biết chừng nào mới đủ. Đồ, 100 tiền nó chứ thiệt tình. Rồi mua cái bartender không mà hết 100 tiền. Chu cha nó giết người. Ok, bây giờ là mua được cái toilet rồi, ngon lành. Bây giờ là mình sẽ mua cái toilet thôi, mình mấy cái kia mình không cần phải mua nữa, mình coi coi mua. Mắc quá chịu không thấu luôn ấy. Ok, đủ 100 rồi. Đi vô hốt đó thôi. Để coi mình có biết mình đủ tiền để mà mình mua được cái toilet hay không nữa. Đấy, toilet đây, hai cái cửa 50. Một bên là toilet nam và một bên là toilet nữ. Chưa biết là bên nào là sẽ là toilet nam và bên nào sẽ là toilet nữ nữa. Sắp đủ chưa các? Chưa. 100 tiền là cố là sắp đủ rồi. Ấy, ok, đủ rồi. Ý cho banh rớt nào ra ngoài. Trời ơi, mình sản xuất banh, mình banh rớt ra ngoài như đúng rồi. Ấy, đủ rồi. Mua được hai cái cánh cửa toilet. Và một cái size là 30.000, 50 bên trong này. 50 bên trong này tức là khoảng 130.000. Ok, 130.000 nhanh thôi mà. Cái gì chứ khoảng chừng 200.000 đổ xuống là mình sẽ rất là nhanh. Và cầu 400.000 trở lên là mình cũng thấy rất là phê. Ok, nói tiền nó lên hay không? Tiền lên rất là nhanh nhưng mà so với cái này thì không thấm thá, không thấm thía gì hết. Nó mà cho mình mở được cái nút này là mình mừng hét lớn. 130 mấy. Ok, đủ rồi, 130 mấy là đủ rồi. Yes, đủ rồi. Đi vô mua thôi. Một cái nè. Hai cái nè. Ồ. Trong cái kia máy này là máy gì trời? Đừng nói máy này là máy thổi hơi nước nha, thổi nước cho trời. Chắc quá, chắc vậy quá. Rồi đi cần luôn. Rồi để coi mở xong cái này rồi mình còn gì nữa không ta? Để mình đi ra ngoài này mình coi được mình mở được bên ngoài chứ. Trời ơi, mình muốn mở bên ngoài này quá mà mở chưa được. Nó không có cái gì để mở luôn. Ô lay, lay dễ sợ lay. Để coi bên này nó còn cái gì nữa. Mấy phòng này không biết nó mở, nó còn gì để cho mình mở không nữa trời. Hay là nó bắt mình phải mở luôn cái toilet ra rồi nó mới cho mình mở tiếp trời. Rồi. Nghe mùi là biết rồi, chắc vậy luôn á. Bây giờ đi ra cố gắng mở hết cái toilet coi nó còn cái gì nữa không. Bây giờ khổ, còn cái sân banh là chưa có đủ tiền để mua thôi. Ok, đủ rồi nè, được 200 mấy là dư luôn rồi đó. 200 mấy cái bàn nó chắc khỏi cần mua đi. Giờ mình sẽ vô mình mua cái này. Cái mirror luôn. Cái toilet đo luôn. Đấy. Mở cái đây rồi mà nó còn không cho mình cái gì nữa, thôi thì mình cũng chịu chứ biết sao giờ. 50. Mắc vãi chưởng luôn. Ok, còn gì nữa không ta? Thôi. Nó vẫn chưa mở cái gì để cho mình mở tiếp nữa. Ok, thì game này nó dài quá, mình chịu không thấu rồi. Chắc mình sẽ dừng video này tại đây thôi. Thì nếu như các bạn nào thấy thích thì hãy like, share video này và đừng quên subscribe channel của mình để nhận thêm nhiều video nữa nha. Bye bye.